Dạ, Thái Học xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị. Và hôm nay Học lại mang đến cho anh chị thêm một chiếc xe đến từ Mỹ, 5 chỗ gầm cao Ford Territory bản Titanium, chạy được 20.000 cây. Xe một chủ mua mới nha anh chị, xe còn rất là đẹp luôn. Một con xe được chủ giữ gìn khá kỹ. Và sau khi mà bên Học thu về, bên Học cũng đã đánh bóng làm đẹp bên ngoài nè, diệt khuẩn khử mùi tách ẩm bên trong nội thất. Xe này mang biển kiểm soát là 61K17726, còn bảo hành chính hãng cho anh chị tới 2026 nha anh chị. Xe rất là đẹp. Về xe này là mẫu xe 5 chỗ. Tuy nhiên cái dòng xe Ford anh chị lúc nào nó cũng thiết kế nhìn chiếc xe nó rất là đồ sộ, rất là to. Nên là nhìn con xe này nó rất là cơ bắp, nó rất là chắc chắn anh chị. Từ phần đầu cũng như là phần trực diện của xe nè, Territory bản Titan. Xe này thì trang bị động cơ 1.5 tăng áp. Và đặc biệt hơn nữa, đây là cái biến thể của những cái dòng xe 5 chỗ gầm cao của Ford. Và đã được hầu như là tinh chỉnh. Và cái dòng xe mới này nè, hầu như Học nghe nói là không có một lỗi nhỏ luôn anh chị, nó rất là bền bỉ. Thường thì anh chị sẽ nghĩ là Ford nó sẽ không có bền giống như những cái dòng xe Toyota hoặc là Honda. Tuy nhiên á, cái dòng Ford này cũng có những khách hàng nha, mua tới thời điểm hiện tại có những khách hàng đi nhiều, đi hơn 100.000 cây vẫn chưa nó thấy hư hao gì anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này thì nó chỉ rơi vào 6 lít mốt nè, 7 lít và 8 lít 6. Rồi, vẫn như thường lệ á, Học xin phép anh chị cùng Học đi một vòng xong rồi, mình kiểm tra phơm dán rồi, mình sẽ đi đánh giá chi tiết sơ bộ ngoại thất và nội thất. Xe thì bên Học cam kết cho anh chị là không lỗi. Anh chị có thể là nhờ anh em thầy thợ bên thứ ba đến kiểm tra chết test thoải mái nha anh chị. Phần đèn xe nè, thì đèn báo rẽ nó sẽ được thiết kế nằm bên trên. Và đèn chiếu gần cũng như là đèn chiếu xa là trang bị công nghệ LED có điều chỉnh theo góc lái nè. Đó, Ford LED. Và cái đèn này nhìn trông rất là đẹp anh chị. Mặt ca lăng thì thiết kế dạng vẫy cá, nhìn trông rất là thể thao. Đây, phần đầu xe nè, anh chị nhìn thấy không, rất là hầm hố. Mặc dù đây là chiếc xe 5 chỗ, tuy nhiên nói về cái tổng quan cũng như là cái sự thiết kế, anh chị nhìn chiếc xe này nó nhìn nó rất hầm hố. Nó hầu lúc mà mới ra mắt Học nghĩ nó là chiếc xe 7 chỗ anh chị, vì nó rất là to. Đây anh chị nhìn thấy không, đèn là nguyên bản hết nha anh chị. Mặt ga lăng rồi, mọi chi tiết là nguyên bản, còn khá là đẹp ha. Chiếc xe này hôm nay Học đang chào bán cho anh chị với mức giá chỉ có 795 triệu thôi đó. Và anh chị đã sở hữu được Territory, một chiếc xe nhìn rất là đồ sộ, 5 chỗ gầm cao. Chiếc xe này đúng ra nó Học nghĩ nó là 7 chỗ hồi lúc mới ra mắt anh chị, nhưng mà nó là có 5 chỗ thôi. Đâm ra chiếc xe này nó sẽ có cái khoang hàng ghế phía trước cũng như hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Ghế thì thiết kế dạng thể thao nè, anh chị nhìn theo da đục lỗ nè, nó có nhiều cái khuôn ở đây, anh chị nhìn theo. Ở đây là một phần ở đây và một phần nữa. Cái thiết kế này cũng là cái thiết kế mới của Ford, nên là anh chị nhìn nó rất là chắc chắn. Từ cái phần đầu cũng như là cái phần topi nè, anh chị nhìn theo, nó vừa có ốp gỗ nè. Ở đây thì anh chị sẽ được cái phần cao su lót đẩy điện thoại, trông rất là tiện dụng. Và nó sẽ lai nhẹ những cái mạ rơm. Cái mạ rơm này cũng là cái mạ rơm phối mới nha anh chị. Cái mạ rơm này nó không phải là nó màu trắng mà là nó là màu khói. Đó, anh chị nhìn thấy không? Ở đây cũng là bằng da và ở đây cũng là bằng da. Và đặc biệt nó là Học thích cái này nè. Cái này anh chị ở đây để được rất là nhiều điện thoại luôn. Còn thậm chí là sạc dự phòng rồi bơm lốp dự phòng đầy đủ hết. Những cái chi tiết ở đây nè thì xe này vẫn còn giữ được cái ni lông, anh chị cũng còn cơ hội bóc tem, anh chị nhìn thấy không? Đó, đi chỉ mới 10.000 cây. Và cái điểm mà mới nữa là Học cũng thích cái dạng màn hình này nè. Anh chị nhìn hai cái này nó giống như là một cái đó. Đó, thì đây là những cái design mới nhất hiện tại. Đó. Và chiếc xe này nó cũng rất yêu chuộng người tiêu dùng anh chị. Học thấy là ở đây nó cũng bằng da nè. Ở đây nó là ốp gỗ nè, mà cái vân gỗ này nè, anh chị vuốt nó là vân gỗ thật nha anh chị. Đây, anh chị vuốt nè. Đó. Cái tay nắm cửa nó là mạ rơm, cũng dạng là màu mờ. Đó, mạ rơm nhưng mà màu đen khói anh chị. Những cái nào mà hầu như là anh chị cầm nắm á, là chiếc xe này nó đều là bằng da hết. Đó, rất là chiều chuộng người tiêu dùng. Đó. Chỉ với 795 triệu thôi và anh chị đã sở hữu. Rồi, cái này là cái mà hồi nãy Học nói nè. Thay vì chiếc xe này nó là chiếc xe 7 chỗ, nhưng mà chiếc xe 5 chỗ thì anh chị sẽ có cái khoang hành khách ở đây khá là rộng rãi luôn anh chị. Khi mà Học bước vào xe nó cũng rất là rộng. Anh chị nhìn, Học thì cao 1m71 mà anh chị nhìn nè. Cái hàng ghế này là ngồi được rồi đó anh chị, mà anh chị nhìn nè, hơn một gang tay nha, nó còn rộng tới cỡ này nè. Đó, rất là rộng rãi luôn. Và xe thì ở đây anh chị cũng sẽ có cái cửa sổ trời toàn cảnh nè. Đó, có ông bà lớn tuổi mở cái không gian này ra thì nó không có bị bí. Đó, đi xa được và mình cứ kiểu như là mình gần gũi thân thiện với môi trường, đúng không anh chị? Những cái phần ở trên đây nè, những cái nút bấm xanh rúp rồi. Ở đây là vẫn còn tem mạc y nguyên hết à. Chưa có bóc tem luôn, những cái phần ở đây nè. Đó, anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp đó anh chị. Đây. Đó. Vẫn còn tem mạc
và có cửa gió ở hàng ghế thứ hai. Những cái đường học gió này nè cũng không cần thiết làm cái này đâu, nhưng mà Ford vẫn trang bị cho anh chị những cái nẹp mạ rơm ở đây, nhìn nó rất là tinh tế, thậm chí là ở đây luôn nè anh chị. Nó rất là những cái nhỏ nhỏ đó, nhưng thì mình cũng đánh giá được cái sự chiều chuộng, cái nói chung là cái sự trân trọng khách hàng của những cái dòng xe này. Xe thì túi khí quanh xe luôn nha anh chị, camera 360 độ luôn. Rồi anh chị nhìn những cái văn gỗ nè, bằng da nè. Đó, cái này thì nó là màu đen xanh, nhìn nó rất là đẹp. Đó, đi chỉ mới 10.000 cây nên là chiếc xe này nó anh học thấy không có gì phải bàn về chất lượng cả. Rồi ở đây thì anh chị sẽ có để được cốc nước và ly. Bên trong đây thì bên học đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm rồi, nên là anh chị mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Đó, yên tâm. Rồi về phần hông xe thì anh chị cũng sẽ được trang bị như là nẹp khung kính nè. Những cái này là zin theo nhà sản xuất nha anh chị, chứ không phải là gắn lắp thêm. Thì zin theo nhà sản xuất mà anh chị nhìn thấy không, nó cũng rất là to bản. Anh chị nhìn cái tay của học nè, nó rất là to luôn. Đó, ở đây cũng vậy, nhìn nó rất là chắc chắn anh chị, cái kiểu thiết kế của Ford đó. Đó, ở trên thì anh chị sẽ có cái ba ga mui màu bạc. Đó. Rồi về phần mâm xe thì chắc chắn sẽ là vỏ zin rồi, vì đi mới có 10.000 cây. Đây anh chị nhìn đó, mới tinh, may quá. Cái đinh nó nằm mới tinh nè anh chị. Anh chị nhìn cái chỉ này nè, cái mâm, cái vỏ rồi nó còn mới nguyên. Đây bốn cái tem này ở trên mâm là vẫn còn hết đó. Cái này thì chủ trước lắp thêm nè để không có rắn đá lên đó, rất là đẹp nha anh chị. Ford Territory. Còn về đèn thì cũng là một cái thiết kế mới của Ford. Đây nó tạo những cái đường cũng như là cái thanh kim loại đang bị nung giải, đúng không anh chị, nhìn rất là đẹp luôn đó. Xe thì cái phần đèn ở trên đây nè, nó dấu ẩn bên trong mà rất là to. Đúng là Ford, đúng không anh chị, làm cái gì cũng to hết. Territory đó, một con xe phải gọi là rất là chắc chắn, rất là to. Và đặc biệt hơn nữa cái cốp này nè anh chị, cái cốp này nè nó cũng rất là rộng rãi. Anh chị mà để vali á, học nghĩ là sẽ để được bốn cái to á. Đây anh chị nhìn cái gang tay của học nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Cái này khoảng 600 lít anh chị, khoảng 600 lít. Đó. Những cái đường văn, những cái ốp nhựa ở đây chủ cũng giữ gìn kỹ, hầu như là không có bị chày xước. Đó, những cái mà dễ chày xước này. Những cái đường văn anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Xe này thì đã được chủ trước gán cho mình cái phim cách nhiệt là Sunset này. Đó. Rất đẹp đúng không anh chị? Phơm dán này. Từ phía trước ra phía sau. Hồi nãy thì học đứng góc xéo phía trước rồi, bây giờ học mời anh chị ngắm lại. Nó tạo những cái nhắn nhá nè anh chị, để không? Những cái nhắn nhá bạc. Đó, dọc lường và cái mâm cũng như là cái ba ga mui, nó thiết kế rất là đẹp anh chị. Đây. Đó. Phơm dán nó vuông vức, nó đối lập và nhìn nó rất là chắc chắn so lại với Toyota Rod nè, Cross á, với lại CX5 á, thì học thấy cái Territory này nhìn nó khỏe khoắn hơn, nó kiểu giống như là cơ bắp hơn. Trang bị động cơ 1.5 turbo. Đó. Cảm giác lái rất tốt anh chị. Cảm giác lái rất tốt. Khoảng sáng gầm xe này thì cũng khá là cao. Linh hoạt trong phố, anh chị đi đường trường hoặc là đi những cái khung đường mà hiểm trở khó khăn thì chiếc xe này nó cũng đáp ứng. An toàn, nói chung là đầy đủ để cho anh chị sở hữu. À quên đó, để học lên học mở cái camera hành trình cho anh chị xem. Cái ghế phía trước này anh chị sẽ có là cũng là dạng thiết kế 3D nè, rất đẹp đúng không anh chị. Những cái đường tạo khối của thiết kế da đục lỗ nè. Rồi ở đây có bơm lưng nè, điều chỉnh điện 8 hướng và những cái nút này nó cũng làm theo rất là bền nè. Mà làm những cái mạ rơm này là rất là bền, mạ rơm khói. Và cái mặt đồng hồ, để học lên học nói thêm. Có những cái chi tiết này, anh chị nhìn thấy không? Đây. Nó đặc biệt là những cái dòng xe Mỹ anh chị, nó làm rất là chắc chắn. Những cái thanh này nó làm rất là to, nên đâm ra mình nhìn thấy cái kiểu nó rất là chắc chắn anh chị. Nó tự tin lắm. Mình sờ vào những cái này, nó thiết kế đã. Rồi, về mặt đồng hồ thì đây, nó làm rất là thông minh. Ở đây thì vẫn chưa bóc tem nha anh chị. Anh chị có thể là bóc cái miếng tem này ra. Đó, vẫn còn cơ hội bóc tem. Ở đây thì anh chị sẽ có nè phanh tay điện tử, rack hold, chế độ lái thể thao, cảm biến điểm mù, rồi âm lượng, volume. Nói chung là cái này thì nó cũng thiết kế khá đẹp anh chị, khá đẹp đó. Cái này là hệ thống điều hòa nè, hệ thống điều hòa
Rồi, có cảnh báo lệch làn, có cảnh báo tiền va chạm, rồi có bám theo xe phía trước nè, đầy đủ hết anh chị. Camera hành trình hai đầu luôn, xe này là cam hành trình hai đầu luôn nha anh chị. Và những cái phím này nè, khi mà anh chị ấn vào á, họ thấy nó rất là trao chuốt từng ly từng tí luôn. Khi mà anh chị ấn vào á, nó sẽ có cái rung nhẹ giống như kiểu ngày xưa mà anh chị có xài iPhone, nó có cái phím home á. Khi mà anh chị ấn vào đây nè, nó sẽ có một cái độ rung trên đầu ngón tay mình rất là nó cho mình cảm giác anh chị. Nó phản ứng lại. Đó, mình đã nhấn thành công cái kiểu vậy. Rất là hay luôn. Rồi, nói về vô lăng cần số xe này thì không cần phải bàn anh chị. Chạy mới có 20.860 km ô đô chuẩn. Đó. Túi khí thì quanh xe luôn. Để học mở cho anh chị xem cái camera. Đây, camera 360 thì con này nó thể hiện rất rõ nét nha anh chị. Rất rõ nét. Thậm chí là học thấy nó còn rõ hơn những cái dòng xe hàng xíu luôn á. 2D, 3D. Đó. Và khi mà anh chị lùi xe để học lùi vào ha. Học sẽ lùi vào, anh chị sẽ thấy là nó sẽ có đánh theo góc lái nè. Đó. Rất là an toàn luôn. Anh chị nào mà lái xe chưa vững á thì cái này nó hỗ trợ anh chị khá nhiều á, khi mà mình đổ vào lề nè, hoặc là anh chị lùi vào chuồng nè. Đó. Rất là thông minh nha. Đó, cái màn hình thì học thấy nó thiết kế cũng khá đẹp. Đó. Những cái này là màn hình LCD, không phải là kim cơ nha anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Tốc độ nè. Số nè. Đó. Gương thì là gương chống chói, gương chống chói tự động. Rồi, học sinh nhắc lại đây là mẫu xe Territory phiên bản Titan 2022, một chủ mua mới. Xe rất đẹp. Ở bên học đang chào bán có 795 triệu thôi. Anh chị đến xem xe thì học vẫn có thương thảo giá nha anh chị. Đây, anh chị nhìn nè. Những cái đường vuốt nè, anh chị nhìn thấy không? Nó vuốt nhìn thấy công thái học đúng không anh chị? Nhìn thấy nó rất là đẹp. Đó. Thậm chí cái văn gỗ đây học thấy nó cũng đẹp nữa. À quên đó, để ra mình xem cái khoang động cơ luôn. Khoang động cơ xe này là hết ý rồi. Mới tin. Máy đài anh chị, máy đài học đi thu xe suốt à. Học không có cập nhật liên tục cho anh chị được. Câu chú anh chị thông cảm bỏ qua nha. Vừa về, giờ này cũng là 5 giờ rưỡi rồi, gần 6 giờ mặt trời lặn rồi. Hơi tối, mong là anh chị thông cảm. Đó. Đây, rất đẹp anh chị. Nước sơn cabo này. Nước sơn cabo là chưa ra, nước sơn cabo zin nha. Nói chung mà sơn rồi cũng chả sao anh chị, nhưng mà xe có rin thì học khoe thôi. Sơn tỉa là chuyện bình thường. Đó, mới tin đèn chưa ra mà ca lăng vẫn nguyên bản nha anh chị. Đó. Cái động cơ EcoBoost, đi đường trường có 6 lít mốt. 1.5 EcoBoost rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn cái máy nó mới tinh. Thấy không anh chị? Để học mở cái nắp này nè. Đó, anh chị nhìn cái động cơ ở trong mới nguyên à. Xe này thì còn bảo hành tới 2026 lận, với lại 100.000 cây. Anh chị vô tư mà sử dụng, không có lo ngại gì lăn tăn hư hao lục dục chặt. Cái đó vấn đề đó của hãng lo. Trừ khi cái động cơ này có dấu tháo rã hoặc là xe tai nạn đâm đụng thì nó khác nha anh chị. Đó. Mới tin nè. Rồi, Territory 2022. Đó, bản Titan chạy 20.000. Xe mang biển số tỉnh. Cá nhân bên học đang chào bán là 795 triệu. Có chiếc xe đồng giá nè. Chiếc xe Subaru. Subaru bản cao cấp nhất á, bản S Esai anh chị. Xe này thì học tạm nhận cọc của khách rồi, mai khách qua kiểm tra xe. Đó, cọc online rồi. Ở đây á, là CRV 2019 phiên bản L, học cũng đang bán là 785 triệu. Xe này là xe 7 chỗ Nhật Bản bền bỉ, cũng là động cơ 1.5 turbo luôn. Đó, xe này thì là của Nhật nên là chi phí bảo dưỡng nó sẽ thấp hơn chiếc Ford xíu. Nhưng mà nói về chắc tay độ đi êm á, thì học nghĩ là chiếc Ford Territory nó sẽ tốt hơn. Còn mà đối với anh chị nào mà lâu lâu phải đi 7 người á, mà để không có mượn xe hoặc là đổi á, thì phải lấy chiếc CRV này thôi. Chiếc CRV này. Còn ở đây á, là Sedona 2020. 2020 máy dầu bản full, đi 57.000 cây rồi. Chiếc xe này học đang bán có 920 triệu thôi. Xe rất đẹp nha anh chị. 57.000 cây nhưng mà nước sơn zin xe này hầu như là còn quanh xe luôn. Đó. Sedona 2020 máy xăng bản full. Chiếc xe này học đang bán là 795 máy xăng, chạy 35.000 cây. Xe này mua mới là tỷ 6, xe này mua mới tỷ 4. Nhưng mà chiếc xe này lại rớt giá hơn. Bà con mình chuộng máy dầu. Còn xe này là 2018 máy dầu.
chạy có 2018 mà chạy có 26.000 cây à. Đó, cũng có xe đi đi km nhiều, cũng có xe đi km ít đúng không chị? Đó, 2018 chạy 26.000, học đang bán là 810 triệu. Còn cái này là 2020 mà chạy 75.000 nè. Còn xe này học cũng đã tạm nhận cọc rồi. VOS mà số tự động CVT cái màu vàng cát này luôn á, chiếc số tự động là học đã nhận cọc và học đã giao luôn rồi anh chị. Đó, và học còn đang trên đường về khá là nhiều xe. Mong là anh chị nào á mà đang có nhu cầu mua xe như là Camry 2.0Q này 2022, học đang đi dọn rồi. Hôm qua học về học cũng có chụp ảnh gửi sơ. Rồi Ford Everest 2024 ngày hôm qua học quay đã bán rồi nha anh chị. CRV 2019 học đã bán nè. Rồi thêm nữa là VinFast Fairview học cũng đã bán. Rồi Fortuner 2020 mà mẫu 2021 số sàn màu trắng 2021 học cũng đã bán rồi nha anh chị. Hôm nay học có về thêm Legender 2022 nè. Rồi chiếc xe Avenza 2022 màu bạc về. Rồi Innova 2021 số sàn cũng đang trên đường về. Còn rất là nhiều xe trên đường về. Và những xe mà học đã hôm trước, cách đây 4 hôm học quay là hầu như đã bán hết luôn rồi. Cái bảng giá liếp tổng á, thì nó chưa có mấy xe này về. Nó chỉ còn có Sedona máy xăng nè, với lại Sedona máy xăng thôi anh chị. Chỉ còn Sedona máy xăng thôi, là chiếc xe này nằm hơi lâu rồi. Đó, thì còn đây là những cái xe mới thôi. Đây là những cái xe mới về cách đây 2-3 hôm thôi. Còn cái clip giá báo giá tổng của học hôm trước là học đã bán hết rồi. Và mong là anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe, nhớ liên hệ với học. Học có xem xe tặng nơi, định giá miễn phí, không kỳ kèo, không ép giá. Gửi cho học là ngay chủ cửa hàng showroom luôn, không có qua một cò lái nào. Mong là anh chị liên hệ với học nha, để học được phục vụ cô chú anh chị. Và một lần nữa học xin kính chúc cho anh chị có một buổi chiều thật là an lành, thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu trong gia đình mình. Học xin chân thành cảm ơn, chúc cho anh chị một ngày mới thành công. Xin chào và xin hẹn gặp lại.